liệu có xuất hiện Evergrande thứ hai tại Trung Quốc? Trong làn sóng khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, Dalian Wanda Commercial Management Group, công ty điều hành trung tâm mua sắm lớn nhất nước này, dường như đã bước vào cơn bão một cách dữ dội và nhanh chóng hơn cả thương vụ Evergrande. Theo Bloomberg, Wanda đã phát hành trái phiếu trị giá 800 triệu đô vào đầu năm nay, mặc dù chỉ nhận được xếp hạng tín nhiệm B, một hạng thấp thứ hai. Đây là nhà phát hành trái phiếu thứ hạng thấp đầu tiên dám bước vào thị trường nước ngoài sau làn sóng vỡ nợ hoành hành ở Trung Quốc vào năm 2022. Tuy nhiên, quyết định này dường như không đem lại quả ngọt cho Wanda khi giá trái phiếu hồi tháng 2 đã tụt hơn một nửa, chỉ còn dao động ở mức khoảng 40 sen. Trong lúc này, các nhà đầu tư chưa nhận được bất kỳ lãi suất nào từ việc đầu tư vào trái phiếu của công ty. Cuộc đấu tranh giữa việc giữ vững tín nhiệm trên thị trường và vấn đề tài chính trong nội bộ của Wanda đã dấy lên từ cuối tháng 4 khi công ty thông báo việc niêm yết công ty con tại Hồng Kông sẽ bị trì hoãn. Lý do được đưa ra chính là cơ quan giám sát Trung Quốc cần thêm thời gian để bổ sung các chính sách về huy động vốn. Nhưng sự cố trì hoãn chưa phải là vấn đề cuối cùng. Nếu công ty con không được niêm yết vào cuối năm, Wanda sẽ phải hoàn trả vốn cho nhà đầu tư trước đợt IPO, những người đã mua cổ phần từ 2 năm trước với tổng giá trị lên tới khoảng 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,6 tỷ đô la Mỹ. Với lượng tiền mặt hiện có là 25 tỷ nhân dân tệ, 3,93 tỷ đô, cùng 22 tỷ nhân dân tệ, 3,09 tỷ đô trái phiếu đáo hạn trong vòng 12 tháng tới tính từ tháng 3, Wanda đang đứng trước nhiều thách thức. Vì vậy, công ty đã yêu cầu các nhà đầu tư tại công ty con phải sửa đổi các điều khoản và tạm hoãn quyền sử dụng trong 2 năm. Đồng thời, chính Wanda cũng phải đẩy nhanh tốc độ bán tài sản để thu hồi tiền mặt. Đây thực chất là một câu chuyện điển hình trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, khi các công ty xây dựng của nền kinh tế tỷ dân luôn kỳ vọng rằng việc huy động vốn có thể giúp họ giảm nợ, dù đó không phải là cách đúng đắn. Giống Evergrande, hoạt động quản trị của Wanda cũng rất khó hiểu. Cụ thể, công ty mẹ Dalian Wanda Group thường sử dụng tiền mặt của công ty con để điều hành mảng trung tâm mua sắm. Trong khi đó, các khoản phải thu từ chi nhánh phát triển bất động sản của Wanda đã tăng hơn 5 lần lên mức 13,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,91 tỷ đô vào cuối năm 2022, từ mức 2,1 tỷ nhân dân tệ, 290 triệu đô của 6 tháng trước đó. Thậm chí, Moody's Investors Service đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Wanda vào tháng trước. Trong bối cảnh hiện tại, việc thanh lý tài sản cũng có thể không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, dù Wanda đã cân nhắc bán lại 20 trung tâm mua sắm ở các khu nhà giàu như Thượng Hải hay Chiết Giang. Mặc dù vậy, Wanda đã từng có lịch sử thành công trong việc xoay chuyển tình thế. Năm 2017, khi không được chính phủ Trung Quốc cho phép mua bán tài sản nước ngoài, nhà sáng lập Wanda, Wang Jianlin, đã phải thanh lý các khách sạn cá nhân của mình cho Guangzhou R&F Properties để cứu công ty. Hiện tại, Wanda đang phải đối mặt với rủi ro từ ngành bất động sản đang trên đà suy giảm, cùng với sự thiếu minh bạch trong quản lý, khiến quyền lợi của nhà đầu tư không được đảm bảo. Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, có lẽ ông Wang sẽ phải trở nên cứng rắn và dứt khoát hơn so với thời điểm 2017. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.